Đây cãi là 3 cái. Hai cái flycam là nhiều tiền lắm. Nằm đấy cả. Quay liều ấy. Tiêu bay cao rồi. Mấy không tiền đấy của ai? Rồi vai bên đầu người. Lấn vào tí thôi. Lấn thôi chưa, lấn tí thôi. Để nó chạy, nó chạy ra mà. Mày quay này. Một chú đã bỏ cuộc chơi. Chạy luôn. Là thua rồi. Anh có thể cho biết cái cảm nhận của mình khi đến cái lễ hội Boy London ngày hôm nay không? À, thì tôi rất là vui vẻ và phấn khích khi xem cái lễ hội Boy ngày hôm nay, rất là thú vị và thì tôi hy vọng tôi sẽ có dịp năm sau cái chương trình Boy và thời đầu vào dịp tháng 3 hàng năm thì tôi cùng gia đình và bạn bè trở lại cái lễ hội Boy này. À, vậy ông có thể anh có thể cho biết cái cảm nghĩ của mình khi mà đến cái lễ hội cà phê lần thứ 7, các hoạt động diễn ra lần này thì lễ hội cà phê lần thứ 7 quy mô rất là lớn nhất từ trước đến nay, và tôi cũng rất nhiều lần đến cà phê và lần này tôi thấy là quy mô đang mua mới nè. Thank you.
Như vậy ở lượt chung kết chúng ta có 6 người. Bây giờ chúng ta đổi vị trí lại, thứ 1 ở bên phải thôi. Các nào người lưu ý đây là thứ 1 đến thứ 6 ở bên này. Số 1 với số 09 Y Thiên vào vị trí. Đây số 9 ở vị trí số 2 với Y Thiên số 1. Ở vị trí số 3 với số 6 vào vị trí số 3. Đúng rồi. Ở vị trí số 4 với hết số 3. Một chua đã tự chạy mà. Với số 3 đâu? Mới máu quá. Ở vị trí số 7 chạy lên. Bị khủng cái giá đấy, tôi đòi chạy với à? Anh nhất hả? Trước người nhất đấy. Vị trí thứ 6 là hai. Cái tim lùi về sau, mình cứ đứng hết về trước, không ai chụp được. Ông bạn kia chạy mà em đứng vị trí của nó ông mà này này voi người ta đưa nó về vị trí có chủ trên nó là không sợ đâu. Chưa kịp cứ từ từ chạy thôi, không tới trước tới sau đâu mà. Đặt
Bán này voi chúng ta như vậy đã kết thúc cuộc thi voi chạy. Tất cả các voi chuẩn bị cho voi đá bóng, chúng ta chuẩn bị tinh thần cho voi nghỉ một lúc để tiếp tục nội dung chơi đá bóng.